Hello, xin chào tất cả quý vị các bạn nha. Chào mừng tất cả quý vị các bạn đã hãy trở lại kênh mình là Chippy Shooter đây. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái game mới đó chứ Avengers. Iron Man. Và mà đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với nhân vật Iron Man. Go. Mày đánh ai? Đánh ai? Đánh ai? Nhờn. Mày đánh ai mà nhồn ô kìa, chết kìa, có cái lá cờ của nước Mỹ kìa. Ôi rồi cha, chúng nó dùng một ném bom giờ thì anh cút đường cút con mẹ rồi. Loki, rồi là Loki ơi, Loki anh biết ơi. Cút ra. Chúng đạn vâng. Thật không may được chúng đạn. Thank you.
Ôi trời ơi, mình bị trúng bom rồi. Captain America Get there What did I say? Containment
Why, Loki? Tuy nhiên mình vẫn được 3 sao. Thor. Thor. Bay lên cấp sao. Ô kìa. Chiu chiu chiu. Không biết là bằng bao nhiêu win thì mình sẽ chọn thêm một mạng. Ok. Biến thuốc chưa chết nhỉ? Năm. Không. Yes. Rồi đây. Loki lại là Loki rồi ạ. Loki. Tôi đói. Thunderous chase. Hold the fire. Ah, yeah. Người khổng lồ xanh chính là người khổng lồ xanh. Rồi, điện, cẩn thận. Hulk đã phá. Hulk. Mạnh ấy hốt mà nhìn hốt vào cũng trông cũng mạnh ấy cơ. Cái khẩu màu xanh mà. Ấy ạ. Đánh ngay mày đánh ạ. Hốt đập phá. Nhờn.
Loki. Đó, vai. Vai cả đầu về Captain America. Bruce. Vâng, như vậy là không bị mất máu nha. Vâng, như vậy là ngay bây giờ chúng ta sẽ quay lại với nhân vật Thor. Chiu 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 chiu. Chín mươi hai cái huy hiệu. Chiu 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 chiu. Rồi mình đã cộng thêm một. Như vậy nếu chúng ta thu thập đủ 100 huy hiệu là chúng ta sẽ được cộng thêm một mạng. Con gì kia? Rồng à? Con kia là con này là con rồng. Như con kia là con rồng vì sao ấy huy ơi? Piu 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 piu. Ai à, cút dạ, nhờ. Bắn luôn. Tránh cái đầu của nó ra. Cái gì vậy? Cái thân của nó. Kia là cái thân của nó sao? Chưa. Nào thôi, mặt ra đây nào. Đang chuyện gì vậy? Lại nữa. Chiu. Leviathan. Như vậy chúng ta lại tiếp tục với nhân vật Thật Hốp nha, người khổng lồ xanh. Chúng ta lại tiếp tục với nhân vật người khổng lồ xanh.
mày cầm xe này. Cầm xe này. Cha để đi đúng như cha theo tên nó chỉ. Đập đập đập, ăn đập lại ăn đập. Ok. Nhầm mẹ nút bộ Ellen Grant. Cút ra đâu mà lấy thôi mà không. Xe cho xe cái xe này mọi người chúng mày. Cái gì làm gì cái này cũng như cái không biết cái này là gì. À đây cũng giống như kiểu mình ném xe, thả cái xe xuống, ném à ném không biết có nâng cái xe này được không. Nhon nhặt mấy cái kia đã. Vâng, giờ chúng ta thêm 4 mạ, có 4 mạ. Lên nào. Wow. Cút ra. Thank you.
Ôi, mẹ cha nó đánh gần hết máu của mình rồi. Vâng, trên đây bị mất một mạng nào bè bè nhé. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với nhân vật Captain American. Xem ta đây. Ây ạ, thằng chó này nhơn mật dậy. Nhơn. Uầy, thằng này chơi mất dạy à, nó bắn như Iron Man. Ai ạ? Ô, vào trong kìa. Ai ạ? Ok. Tội dòng bất mạng. Got it. Rồi. Thank you.
bảo vệ, phải bảo vệ ông ta, bảo vệ Nick Fury, không ai không được bật súng động vào ông ta. Ok, dậy, dậy. Mày, không ai được động vào ông ta.
Ủa hai đứa có tận hai thằng luôn. Nhìn xem này. Một thằng nữa. Mày. Rồi, quay trở lại với Iron Man. Chơi bẩn đấy. Có lên vô là anh ta chỉ còn Loki chỉ còn một ngó rồi. Mày yes. Bye bye. Ba sao luôn. Sao rồi? Chết cái gì nữa. Rồi, như vậy là đến đây là kết thúc rồi nha. Nếu như bạn thích cái video này của mình thì cho mình một like, chia sẻ video và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đây sẽ là một cái động lực rất là lớn giúp mình để làm đến những cái video tiếp theo hơn. Cảm ơn các video xem video của mình. Hẹn gặp lại quý vị các video sau. Bye bye.